Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình Java căn bản. Trong cái nội dung này chúng ta giải quyết một cái vấn đề rất là hay, đó là viết bảng cửu chương cho các em nhỏ. Ở đây thì cái bảng cửu chương mình đơn giản chỉ là sử dụng hai cái vòng lặp lồng nhau cho nguyên y và z cùng chạy từ 1 đến 9 và chỉ việc in ra cái kết quả y nhân z mà thôi. Ok, rất là đơn giản phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái ý tưởng đó. Trong này thì mình sẽ dụng vòng for này, for re tab một cái cho chạy từ 1 đi. Chạy đến cái giá trị max của chúng ta là cho 9 rồi, không cần phải nhân với 10 làm gì. Trong này thì x nó đi và tab vào. Cho này for re tiếp. Cho cái này giá trị này thì với không thì thường là người ta không dùng đâu, mình chỉ cho chạy từ 1 cho đến giá trị của 9. Ok, trong này mình sẽ x đi. Và chỗ này thì sẽ LOT. Thứ nhất đó là phép nhân thì là mình thay nó bằng dấu chữ x y nhân với z cộng với một dấu bằng cộng với kết quả của y nhân z. Ok, dưới này thì mình sẽ in nó xuống dòng. Được rồi, bây giờ mình sẽ chạy chương trình và các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả. Đây chính là cái kết quả một nhân với bao nhiêu thì cũng là chính nó này, hai bắt đầu từ 2 x 1 cho đến 2 x 8. Chỗ này bị nhầm, tức là phải là bằng, lại mãi nói quá không để ý chỗ này. Ok, đây nhân bắt đầu từ 1 cho đến 9. Đây đây bây giờ là bảng cửu chương hoàn chỉnh rồi, nãy là mình mãi nói bạn. Đấy, đây là chính là cái kết quả chính xác. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn nhân đến tận 10 ấy thì các bạn có thể cho chạy từ cái này và cái này chạy chạy từ 1 đến 10. Đấy, thì chạy lại một cái nữa thì nó sẽ cho được cái kết quả chúng ta đây. Ok. Như vậy thì chúng ta vừa với cùng nhau thực hiện xong cái việc đó là in ra cái bảng cửu chương bằng cách là cho hai cái biến lặp, hai biến chạy của hai cái vòng lặp lồng nhau chạy và cho cái tích của nó nhân với nhau thì in ra kết quả thì chính là được cái bảng cửu chương của chúng ta. Chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.